Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP 2K6 để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi sắp tới các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi học ngày hôm nay. Và các bạn thân mến, như đã hẹn trước cùng với chúng mình, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục có một buổi tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 12 với một phần văn bản tiếp theo. Không biết là bây giờ thì các bạn đã có mặt ở đây chưa? Và đừng quên gửi lời chào tới chị Hiên để chị Hiên biết được rằng là các em đã đang có mặt ở đây cùng với chị nhé. Được không ạ? Các em thân mến, ngày hôm nay tác phẩm mà chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu. Rồi, chị xin chào Thanh Tuyền, xin chào Thanh Huyền, xin chào Quỳnh Anh, xin chào tất cả các bạn. Hello Kim Ngân, xin chào em nha, xin chào Thanh Thảo, xin chào các bạn. Các bạn ơi, các bạn đã có mặt ở đây cùng với chị Hiên chưa ạ? Hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. À, xin chào Vân Anh đúng không? Xin chào Phi Long ạ, xin chào các bạn. Các bạn ơi, xin chào Yến Nhi, hello Kiều Trinh. Đừng quên gửi lời chào tới chị Hiên trong buổi học ngày hôm nay nhé. Xin chào Hiệp, xin chào em, xin chào các bạn. Xin chào Duy Khiếu, xin chào em, xin chào các bạn. Xin chào chúng mình nhá. Và chị đã thấy ở đây là ok, xin chào Quế Vi, xin chào Khánh Linh, xin chào các bạn. Rồi, chị đã nhìn thấy sự có mặt của khá là nhiều các bạn trong buổi học ngày hôm nay rồi. Xin chào Trà My, hello Hồng Ngọc nha. Xin chào Ngọc Nhiên nha, xin chào Quốc Tú, xin chào các bạn. Các bạn ơi, đừng quên gửi lời chào tới chị và mọi người ở trong buổi học ngày hôm nay nhá. Hello Khánh Linh này, xin chào Phương Thảo này, xin chào các em, xin chào Thúy Hoàng, xin chào Lê Trang, xin chào Thanh Trúc, Minh Thư. Rồi ạ, xin chào Tấn Thương, xin chào các bạn, xin chào Ngọc Lưỡng, xin chào Nhã Thùy. Có thể thấy là ở đây chị Hiên đang nhận được rất là nhiều những cái lời chào đến từ phía các bạn rồi. Vậy nên thành ra là lúc nào cũng trong một cái tâm thế rất là nhiệt huyết với từng bài giảng của mình. Và ngày hôm nay cũng như thế, chúng ta lại tiếp tục có thêm một cái buổi học nữa. Đây sẽ là buổi học tiếp cận với một trong số những tác phẩm được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Và các bạn ơi, có lẽ là bây giờ thì chị em mình sẽ cùng bắt đầu luôn với nhau nhé. Chị chào Hoài Khanh, xin chào Ngọc Quỳnh, xin chào Gia Nguyên, xin chào các em. Bây giờ thì xin chào Hải Ân nhá, xin chào em. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhá. Và đương nhiên một cái câu hỏi mà chị Hiên ngay lập tức sẽ đặt ra cho chúng mình, đó là các em ơi, các em đã sẵn sàng cho buổi học tiếp cận Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa ạ? Nào chúng mình ơi, chúng mình đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta cùng với nhau tiếp cận Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa ạ? Nào các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Ok, vậy là chúng ta có thể thấy ở đây là một cái tinh thần sẵn sàng đã được thể hiện. Vậy thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về nội dung của bài học ngày hôm nay các em nhé. Rồi, chị Hiên xin phép sẽ được mở một cái bản Word nha. Các bạn cũng có thể dùng vở để ghi chép nhé. Được không ạ? Các bạn cũng có thể chủ động dùng vở để ghi chép nha. Đang thấy là tinh thần đang ngày càng gọi là nâng cao hơn rồi đây. Ok ạ. Chúng ta sẽ có đây. Văn bản Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ok chưa ạ? Văn bản Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được chưa nào? Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ok chưa ạ?
Các em ơi, khi mà ngày trước ấy thì chị tin là bản thân các bạn cũng đã từng nghe tới một đoạn thơ vô cùng quen thuộc rằng: Ta về mình có nhớ ta, ta về ta nhớ những hoa cùng người, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi, đèo cao nắng ánh sao gài thắt lưng. Ngày xuân mơ nở trắng rừng, nhớ người đan nón chút từng sợi rang. Ve kêu rừng phách đổ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Rừng thu trăng rọi hòa bình, nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung. Các em ơi, các em đã từng nghe tới cái đoạn thơ đó chưa ạ? Hay là một cái đoạn thơ quen thuộc hơn: Emily con đi cùng cha, sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc. Các bạn ơi, các bạn có biết cái bài thơ đó không ạ? Đi đâu cha? Các bạn có biết bài thơ đó không? Emily. À, Emily con đi cùng cha. Ngày trước hồi tiểu học là chúng mình có được học cái bài, một đoạn trong bài thơ đó rồi đấy. Emily con á. Các bạn có nhớ không ạ? Emily con đi cùng cha, sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc. Đi đâu cha? Ra bờ sông Potomac. Xem gì cha? Không con ơi, chỉ có lầu ngũ giác. Các bạn biết không ạ? Các bạn có biết cái bài thơ đó không ạ? À, được không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng đây cũng là một cái bài thơ rất là hay, phải không ạ? Đây là một bài thơ rất là hay. Hay là một cái bài thơ quen thuộc hơn á. À, chú bé loắt choắt cái sắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt, cái đầu nghênh nghênh, ca lô đội lệch mồm huýt sáo vang, như con chim chích nhảy trên đường vàng. À, cháu đi liên lạc vui lắm chú à. Các bạn có nhớ không? À, các bạn có nhớ không ạ? Thì tất cả những cái vần thơ mà chị vừa gợi nhắc lại cho các bạn đều là những tác phẩm, đều là những thi phẩm cực kỳ quen thuộc với chúng mình. Và đó là lý do tại vì sao mà chị nói với các bạn rằng là à, thì ra là chúng ta đã từng được học rất là nhiều những cái tác phẩm thơ của nhà thơ Tố Hữu rồi. Nhưng mà có thể bởi vì chúng ta chưa thực sự để ý tới. Vậy nên là chúng ta mới thấy rằng là ồ, đến khi mình học lại Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu á, thì mình thấy bài thơ này vẫn còn lạ lẫm lắm. Nhưng bản chất là chúng ta đã học rất nhiều những cái bài thơ của nhà thơ Tố Hữu rồi. Và bản chất là các em đã từng đi tìm hiểu về nhà thơ Tố Hữu rồi. Các bạn hãy chú ý giúp chị nhá. Được không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với nhau tiếp cận một cái tác phẩm của nhà thơ Tố Hữu. Đây là một bài thơ được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp các bạn ạ. Đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Và đó chính là bài thơ Việt Bắc các em nhé. Bài thơ Việt Bắc. Được không nào? À, các bạn ơi, thật ra thì chúng ta ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 á, thì chúng mình chỉ có học 90 câu thơ đầu, vẫn còn một cái đoạn thơ đằng sau nữa thì chúng ta không có học. Và tập trung học là 90 câu thơ đầu trong tác phẩm bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chúng mình nhá. Thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là đối với bài thơ này thì đương nhiên cái cách định hướng của chúng mình vẫn sẽ là tìm hiểu phần một nhỏ tác giả. Được không ạ? Vẫn sẽ tìm hiểu, vẫn sẽ tiếp cận theo cái hướng mà ngày hôm qua chị đưa cho các em thôi. Đúng không? Ngày hôm qua chị đưa cho các em thôi. Và các bạn ơi, các bạn có biết không ạ? Chị sẽ chia sẻ với các bạn một cái điều này mà chúng ta sẽ thấy rằng nó dường như đã trở thành quy luật của cuộc sống. Tại vì sao mà chị lại gọi rằng là đó là quy luật của cuộc sống nhỉ? Khi mà chúng ta thực sự yêu thương và gắn bó với một mảnh đất hay với bất cứ một người nào đó thì có lẽ cái điều mà chính bản thân các em cảm nhận được đó là nếu như trong cái khoảnh khắc vì một lý do dù là chủ quan hay là khách quan thì sao ạ? Dù là chủ quan hay là khách quan thì cái tình cảm và cái sự quyến luyến giữa người đi và kẻ ở bao giờ cũng là một cái điều gì đó rất là khó nói. Đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng
bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Có lẽ là bởi vì chính bản thân người đi và kẻ ở mang trong mình nhiều tình cảm đến như vậy. Thế nên là ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Bản thân nhà thơ Tố Hữu, những người cán bộ cách mạng, họ đã gắn bó với mảnh đất Việt Bắc trong một cái khoảng thời gian, đó là khoảng thời gian 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Có lẽ cũng chính bởi vì điều đấy mà biết bao nhiêu những cái luyến lưu và bịt rịn giữa người đi và kẻ ở đã được thể hiện một cách vô cùng chân thực, sống động ở trong thi phẩm này của nhà thơ Tố Hữu. Nếu như nhắc tới tác giả này thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin như sau. Các em ơi, các em chú ý giúp chị nhé. Các bạn chú ý giúp chị nhé. Đó là nếu như các em xem bằng máy tính á, mà nó bị hơi lag á, thì các em có thể chuyển sang thiết bị là điện thoại nhé. Được không nào? Chúng mình có thể chuyển sang điện thoại xem ok hơn đấy. Bởi vì hiện tại là bên cạnh chị ở đây là chị cũng đang có xem bằng điện thoại ấy. Thì chị thấy là mọi thứ nó khá là ổn áp. Thế nên là chị cũng đưa cho các bạn một cái lời khuyên là nếu như bây giờ các bạn đang xem bằng laptop hay là bằng máy tính bàn mà các bạn thấy nó bị lag á, thì các em có thể chuyển sang điện thoại nhé. Thì là mọi thứ nó sẽ ổn hơn đấy, ok hơn đấy. Được không ạ? Thì chúng mình cố gắng giúp chị Hiên nha. Được không ạ? Chúng mình cố gắng giúp chị Hiên nhá. Được chưa ạ? Rồi các bạn ơi, cố gắng giúp chị Hiên nhá. Ok chưa nào? Vẫn ổn à? Rồi nhất trí các bạn nhá. À, xài iPhone 14 là hết lag luôn à? Thế à? Được. Chị đây không cần iPhone 14 mà chị cũng vẫn thấy nó mượt lắm đấy. Vậy nên là thành ra là các bạn cũng sẽ chủ động chuyển sang một cái thiết bị để chúng mình có thể theo dõi cái buổi học này tốt hơn nha. Được chưa nào? Và sau cái chiến dịch này, nếu như các bạn muốn đồng hành cùng với chị thì các em có thể chủ động đăng ký khóa học VIP của Học Văn Chị Hiên nhé. Bởi vì hiện tại thì khóa học VIP cũng vẫn đang tuyển sinh. Các em có thể nghiên cứu, tìm hiểu về khóa học này. Nếu mà cảm thấy phù hợp thì chị em mình sẽ đi cùng với nhau trong một năm tới đây. Ok không ạ? Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có trước tiên là về tác giả Tố Hữu. Được không ạ? Trước tiên là chúng ta sẽ có những thông tin về tác giả Tố Hữu. À, các em ơi, nếu như mà nói về tác giả Tố Hữu á, thì không biết là các bạn có những cái thông tin gì. Nhưng nếu để chị dùng những cái từ khóa để nói về nhà thơ Tố Hữu thì chúng ta sẽ có những cái từ khóa ví dụ như là thứ nhất đó là gì ạ? À, là một nhà thơ chiến sĩ. Chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng. Được không ạ? Và phong cách sáng tác, giọng thơ thì mang trong mình một cái giọng thơ, đó chính là giọng thơ trữ tình chính trị các bạn nhé. Được không ạ? Giọng thơ trữ tình chính trị. Được không nào? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không nào? Chúng ta sẽ cùng ghi lại những cái từ khóa về tác giả Tố Hữu ở đây. Thứ nhất, đó là một người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Được không ạ? Các em có nhớ không? Vào năm 1938, giữa rất là nhiều những cái nhà thơ như là Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử hay là Xuân Diệu, những nhà thơ vô cùng tiêu biểu của phong trào thơ mới á, lúc bấy giờ là những người nghệ sĩ này vẫn còn đang trong một cái trạng thái đó là gì ạ? Đời chúng ta nằm trong bể chữ tôi, mất bể rộng ta đi tìm bể sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng thế lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng cùng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã kép tình yêu không bền, điên cuồng rồi lại tình say đắm vẫn bơ vơ, ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Thì lúc bấy giờ là những cái nhà thơ cùng thời với Tố Hữu á, nhưng mà bản thân họ thì không có tiếp cận lý tưởng của cuộc lý tưởng cách mạng sớm như là Tố Hữu. Chính bởi vậy mà chúng ta mới thấy là có một cái tình trạng là gì ạ? Bâng quâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Thế còn nhà thơ Tố Hữu thì lúc bấy giờ, vào năm 1938, đã xuất hiện một cái tiếng reo vui. Và đó là một cái tiếng reo vui dường như đánh dấu cái bước ngoặt cho một cuộc đời mới của nhà thơ Tố Hữu. Không biết các bạn có còn nhớ không ạ?
tưới trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Các bạn có còn nhớ không? Các bạn có nhớ không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng là đó là cái thời điểm một cái tiếng reo vui được cất lên của một nhà thơ, của một người trí thức. Và cái tiếng reo vui ấy là cái niềm vui hân hoan khi bản thân nhà thơ Tô Hữu đã được tiếp cận với ánh sáng lý tưởng của Đảng, của cách mạng. Đúng không ạ? Và để rồi chúng ta thấy rằng là từ ấy đã đánh dấu bước ngoặt cho Tô Hữu chính thức trở thành một người chiến sĩ cách mạng kiên trung trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Có lẽ cũng chính bởi vì điều đó, bởi vì cái bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc đời của nhà thơ Tô Hữu đó, thì chúng ta có thể thấy rằng là từ đó trở về sau thì sự nghiệp gì ạ? Sự nghiệp thơ của người nghệ sĩ này luôn luôn song hành cùng với chặng đường cách mạng. Các em cứ xem nhé, mỗi cái tập thơ của Tố Hữu lại là một tập thơ ra đời trong một cái thời kỳ, trong một cái phân đoạn lịch sử. Và nhìn cả một cái chặng đường dài của người nghệ sĩ này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ồ, tôi dường như thấy được là tôi đã hiểu được lý do vì sao mà người ta nói rằng là nhà thơ Tố Hữu chính là gì ạ? Chính là một cái người gì ạ? Biên niên sử bằng thơ là vì như vậy. Đó, vậy nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhé. Sự nghiệp thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng. Các em ơi, chị sẽ chỉ để lại buổi học đầu tiên thôi. Còn từ buổi học này trở đi á, thì chị Hiên sẽ không có lưu đâu. Vậy nên là các bạn sẽ cố gắng là thu xếp thời gian nhé. Các em cố gắng thu xếp thời gian để tham gia các cái buổi học cùng với chị nhé. Còn lại là chị sẽ chỉ để lại buổi học đầu tiên thôi ạ. Vậy nên là nếu như mà các bạn muốn tiếp cận và trau dồi những cái phần kiến thức ngữ văn sớm thì các em có thể chủ động là cân bằng thời gian và tham gia cùng với chị Hiên trong những buổi học như thế này nhá. Thì chị báo trước như vậy, nhắn trước như vậy để tất cả chúng mình sẽ cùng chú ý nhá. Ok chưa ạ? Để chúng mình sẽ cùng chú ý nhá. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có này, đấy là ý thứ hai. Được chưa? Thêm vào đấy thì chúng ta có thể thấy rằng là nói về cái đặc điểm riêng của người nghệ sĩ này. Giống như hôm qua chị Hiên có nói với các em á, bông hoa ở lại với đời nhờ hương sắc, đúng không ạ? Rồi thì những loài chim ở lại với cuộc đời bằng những cái tiếng hót rất riêng. Thì điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình. Và cái giọng nói riêng của nhà thơ Tố Hữu ở đây, à hôm qua các bạn có còn nhớ không? Hôm qua các em có nhớ là nhà thơ Quang Dũng thì cái giọng nói riêng của nhà thơ Quang Dũng là gì không? Các bạn có nhớ không ạ? Các bạn có nhớ giọng thơ của nhà thơ Quang Dũng là gì không nào? Chị Hiên hỏi một tí. Được không ạ? Chị Hiên hỏi một tí nào. Hôm qua các bạn có nhớ không? Hôm qua các em có nhớ được cái giọng thơ của nhà thơ Quang Dũng chị Hiên nhắc với các bạn là bốn tính từ không? Các em có nhớ không ạ? Các em có nhớ bốn tính từ không nào? Các bạn có nhớ bốn tính từ không? Nào? À, hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, vô cùng chính xác. Nhớ cái đấy để làm gì? Để khi nào mà mình viết nghị luận văn học nhá, trong trường hợp là mình bí nhá, thì mình hoàn toàn có thể chủ động viết một cái mở bài theo cái hình thức là gì ạ? Điều còn lại đối với mỗi người nghệ sĩ chính là giọng nói của riêng mình, đúng không ạ? Nếu như nhà thơ Quang Dũng gây ấn tượng với bạn đọc bằng một cái giọng thơ hồn hậu, phóng khoáng, lãng mạn và tài hoa, thì nhà thơ gì ạ? Thì nhà thơ Tố Hữu lại để lại cái ấn tượng sâu đậm với bạn đọc bằng giọng thơ trữ tình, chính trị, kiểu như vậy. Thì có nghĩa là gì? À, sau 4 cái buổi tiếp cận này, các bạn sẽ nắm được những cái thông tin về tác giả. Các em nhá, các em sẽ nắm được những cái thông tin về tác giả. Và chị tin chắc chắn một điều rằng là với những cái thông tin về tác giả như vậy thì các em sẽ có thể sử dụng một cách linh hoạt khi viết mở bài, thân bài hay là kết bài chúng mình nha. Ok chưa ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có đó chính là gì này? Nhắc lại này. Thứ nhất là người chiến sĩ cách mạng kiên trung. Thứ hai là sự nghiệp thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng. Và thứ ba, để lại ấn tượng với bạn đọc bằng một cái giọng thơ trữ tình, chính trị.
Thế nào là chữ tình chính trị ạ? Chắc hẳn rằng là chúng ta cũng sẽ thắc mắc, chúng ta cũng sẽ đặt ra một cái câu hỏi rằng là ồ, vậy thì thế nào là chữ tình chính trị? À, được không ạ? Thế nào là chữ tình chính trị? Không biết là bản thân các em thì khi mà chị Hiên đặt ra cái câu hỏi như vậy thì các em sẽ lý giải chữ tình chính trị là gì ạ? Nào các bạn ơi, các bạn sẽ lý giải chữ tình chính trị là gì? À, các bạn sẽ lý giải chữ tình chính trị là gì ạ? Nào các em sẽ lý giải chữ tình chính trị ở đây là gì? Các bạn sẽ lý giải chữ tình chính trị ở đây là gì ạ? À, rộng thôi, chữ tình chính trị ở đây á có nghĩa là viết về những cái vấn đề quan trọng, viết về những cái vấn đề trọng đại trong lịch sử dân tộc, thế nhưng lại bằng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Các em nhá, chị nhắc lại, đó là viết về những cái sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, nhưng lại bằng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình. Giống như là một cái lời thủ thỉ giữa anh và em á, giữa đôi lứa, giữa những người yêu nhau á, kiểu như vậy, được không ạ? Thế thì rõ ràng là cái bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tô Hữu ở đây cũng là một cái bài thơ mà viết nhân một cái sự kiện lịch sử quan trọng mà. Và cái sự kiện lịch sử quan trọng đó nó gắn với cả gì ạ? À, cái sự kiện lịch sử quan trọng này nó gắn với cả một cái thắng lợi của một chiến dịch mà người ta gọi rằng chiến dịch đó là cái chiến dịch lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Các bạn có nhớ đó là chiến dịch gì không ạ? Các bạn có còn nhớ đó là chiến dịch gì không ạ? Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Nhớ không ạ? Nhớ không ạ? Đúng, chính xác. Đó chính là chiến dịch Điện Biên Phủ. Và gắn với hình ảnh của ai? Của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đây ạ. À, rất chính xác, rất cảm ơn các em, cực kỳ tốt luôn. Chị thấy ở đây là các bạn đều là những người mà hầu như là đều có những cái kiến thức khá là tốt. Khi mà chị đặt câu hỏi là chị thấy các bạn ấy trả lời được liền à? Được không ạ? Hãy nhớ nhá, giọng thơ chữ tình chính trị. Và đương nhiên rồi, Tố Hữu là một nhà thơ chiến sĩ. Chưa kể nhá, trong thơ của nhà thơ Tố Hữu á thì còn đậm đà tính dân tộc nữa cơ. Và các em có thể thấy rằng là cái tính dân tộc được thể hiện rõ nhất qua bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, đó chính là về thể thơ, đúng không ạ? Đó chính là về thể thơ. Và cái thể thơ được sử dụng trong bài thơ này được coi là thể thơ truyền thống của dân tộc ta đấy, đó chính là thể thơ lục bát, đúng không các em? Trên 6 dưới 8 đấy ạ, đúng chưa nào? Thể thơ lục bát các bạn nhé. Thì đây sẽ là những cái phần nội dung chính mà chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ cần lưu ý về nhà thơ Tố Hữu. Thế thì bây giờ chị Hiên xin được phép khái quát lại những cái thông tin này thành một đoạn văn để các bạn có thể chủ động sử dụng linh hoạt nó, các em nhé. Đấy, cái cách học là như vậy, là chúng ta khái quát kiến thức bằng những cái từ khóa, bằng những cái gạch đầu dòng trước. Sau đấy thì chúng mình sẽ có thể làm gì ạ? Sau đấy thì chúng mình sẽ có thể chủ động là biến nó trở thành một cái đoạn văn nhá. Chủ động biến nó trở thành một đoạn văn. Và sau đấy thì dựa vào cái sự diễn đạt của chúng ta với những thông tin về tác giả như vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng là sử dụng linh hoạt nhất có thể để đạt được cái hiệu quả cao nhất trong bài nghị luận văn học chúng mình nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng thiết lập này với những thông tin như sau, như thế này ạ. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hay là trong nền thơ ca cách mạng, hay là trong hay trên bầu trời thơ ca cách mạng, hay là trong nền thơ ca kháng chiến, được không ạ? Nhà thơ Tố Hữu là một trong những đại diện vô cùng tiêu biểu, đúng không ạ? Ông được biết tới với hình ảnh của một nhà thơ chiến sĩ, đúng không? Trên phương diện phục sự, phụng sự cho cách mạng, Tố Hữu là một người chiến sĩ kiên trung. Trên công việc phụng sự cho độc giả, Tố Hữu là một nhà thơ toàn tài, được không ạ? Sự nghiệp thơ của ông song hành cùng với chặng đường cách mạng và gây ấn tượng với bạn đọc, đó chính là một lối viết thơ hay là giọng thơ trữ tình chính trị, viết về những sự kiện trọng đại trong lịch sử của dân tộc nhưng bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình. À, được không ạ? Bằng một giọng thơ thủ thỉ tâm tình.
và Tố Hữu là một trong số những nhà thơ chiến sĩ tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Xong, ok chưa ạ? Rất là dễ dàng để có thể ghi nhớ. Còn đương nhiên là sẽ có cực kỳ nhiều những thông tin, bởi vì các em phải hiểu rằng là Tố Hữu là một trong số những cái tác gia. Tác gia có nghĩa là gì? Là những cái tác giả lớn, có những cái ảnh hưởng đặc biệt, tức là có những cái ảnh hưởng quan trọng đến nền văn học Việt Nam. Thì các bạn hãy nhớ giúp chị là Tố Hữu là một tác gia nhé, là một tác giả lớn các bạn ạ. Được chưa? Chú ý giúp chị là như vậy. Chúng ta viết thành một cái đoạn văn như thế để chúng ta linh hoạt sử dụng. Được chưa ạ? Để chúng mình linh hoạt sử dụng các em nhá. Ok chưa ạ? Rồi, thì đấy là về phần tác giả. Và chị Hiên có thêm một cái gợi ý nữa. Nếu như có chăng các bạn phải phân tích bài thơ Việt Bắc, thì các em hoàn toàn có thể làm theo một cái cách rất hay, đó là mở bài và kết bài theo kiểu đầu cuối tương ứng nhé. Thì mở bài các bạn có thể sử dụng cái đoạn thơ đó là: từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Có nghĩa là các em có thể thử sử dụng cái cách mở bài, đó chính là vào năm 1938, có một chàng thanh niên trẻ đã từng gieo vui trong tiếng thơ của mình. Hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý trói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá, rất đậm hương và rộn tiếng chim. Được không ạ? Và từ ấy chính là khoảnh khắc mà người thanh niên trẻ đó đã tiếp nhận cái nguồn ánh sáng từ Đảng, từ cách mạng, và trọn vẹn dâng hiến cuộc đời của mình để phụng sự cho cách mạng, cho đất nước. Người nghệ sĩ đó cũng đã từng tâm sự: tôi phải lòng đất nước và nhân dân của mình, đã viết về đất nước, về nhân dân của mình như nói với người đàn bà mình yêu. Không ai khác, chính là Tố Hữu. Một trong số những thi phẩm được coi là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu, đồng thời cũng được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Đó là gì ạ? Đó là bài thơ Việt Bắc. Sau đó các bạn dẫn vào vấn đề cần nghị luận. Và cuối cùng thì các bạn sẽ có thể tiến hành kết bài. Kết bài ở đây thì các bạn lại tiếp tục sử dụng một cái đoạn thơ. Và cái đoạn thơ mà các bạn sử dụng sẽ tiếp tục là một đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu. Tố Hữu có viết một cái bài thơ cuối cùng trong cuộc đời của mình mang tên là bài thơ Tạm Biệt. Trong bài thơ này thì Tố Hữu có viết, đó là gì các bạn biết không ạ? Đó chính là tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy phần thơ một nắm cho, thơ gửi bạn đường cho bón đất, sống là cho, chết cũng là cho. Được không ạ? Thế thì chúng ta sẽ khái quát lại cái nội dung mà chúng ta vừa phân tích ở cái đoạn trích đấy, xong rồi mình sẽ mở rộng vấn đề thêm, đúng không ạ? Đó chính là gì nào? Đó chính là đọc những phần thơ của Tố Hữu và tìm hiểu về cuộc đời của người nghệ sĩ này. Chúng ta càng thêm trân trọng tấm lòng và tài năng, đúng không ạ? Của một nhà thơ tiêu biểu của thơ ca cách mạng Việt Nam, được coi là cánh chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam, đúng không? Được coi là gì ạ? Lá cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam đấy. Và để rồi trong cả cuộc đời, trong cả cuộc đời của mình, Tố Hữu đã sống bằng một cái gì ạ? Bằng một cái quan niệm, đúng không? Bằng một cái tinh thần được gửi gắm, đó là sống để cho đi tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mình, cho đất nước, cho những người độc giả yêu thương ông. Hai chấm xuống dòng mở ngoặc kép. Tạm biệt đời ta yêu quý nhất, còn mấy phần thơ một nắm cho, thơ gửi bạn đường cho bón đất, sống là cho, chết cũng là cho. Được không ạ? Thì các em ơi, đấy là một cái cách rất hay nhá. Bởi vì các em có thể thấy là cái cách mà chúng mình viết mở bài và kết bài theo cái kiểu này ạ, là chúng ta sẽ triển khai theo cái hướng đầu cuối tương ứng, không chỉ là ở mở bài, không chỉ là ở cái việc là mở bài bằng một đoạn thơ và kết bài bằng một đoạn thơ, mà các em có thể thấy rằng là gì ạ? Chúng ta còn tạo được một cái sự liền mạch về gì? Về nội dung nữa. Mở đầu bài thơ là một cái cuộc đời mới của Tố Hữu khi mà tiếp nhận ánh sáng của Đảng, của cách mạng, và kết bài
là khép lại cái cuộc đời đầy những vinh quang của Tố Hữu với sự nghiệp cách mạng cũng như là cái sự nghiệp cầm bút viết thơ của mình. Thế nên thành ra là các bạn sẽ thấy là đây là cái sự tương ứng, là cái sự tương ứng cả về mặt hình thức và cũng là cái sự tương ứng cả về mặt nội dung. Thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị Hiên là như vậy nhá. Các em ơi, các em có thấy dễ hiểu không ạ? Và từ cái này thì các em có thể thấy rằng là à, thì ra một trong số những cái yếu tố để giúp cho chúng ta có thể viết văn hay hơn á, đó là bên cạnh chúng ta học thật là nhiều, thì cái việc quan trọng hơn cả đó chính là chúng ta biết khai mở những cái ý tưởng cho phần bài viết của mình. Và chị cho rằng đây là một trong những điều hết sức quan trọng các em ạ. Bản thân chị đánh giá cái việc khai mở ý tưởng này là một điều cực kỳ quan trọng. Và đã bao giờ các em viết văn mà các em dành thời gian để nghĩ ý tưởng cho bài viết đó chưa ạ? Hay là các bạn sẽ chỉ dừng lại ở việc là chúng ta cứ viết thôi. Chúng ta cứ gọi là viết theo cái kiểu là ừ thôi tôi cũng có dàn ý mở bài viết thế này, thân bài viết thế này và kết bài thì cần những ý này. Cộng thêm với việc là tôi cũng đã có kiến thức nền rồi thì bây giờ tôi cứ triển khai thôi. Nhưng mà đã có bạn nào nhá, khi mà các em gặp một cái đề bài nào đấy mà các em giống như kiểu là các bạn sẵn sàng cho việc là tôi phải nghĩ ý tưởng của tôi đã. Đã có bạn nào làm như vậy chưa? Tức là gặp đề bài là gieo ý tưởng. Được không ạ? Ok chưa nào? À có bạn nào gọi là gì ạ? À có bạn nào mà gặp đề là thiết lập ý tưởng trước không ạ? Chị cho rằng là cái điều này rất là quan trọng đấy các em ạ. À dạ rồi ạ, à, rồi nhất trí. Nào các bạn khác thì sao? Tốt đấy. À chưa, em vào với đất gì đấy, với đất trước rồi mới gieo. Trời đất ạ, à, ok. Dạ rồi ạ, à, tốt. Rồi, tốt, Thu Liên tốt này. Tốt này, được không ạ? À Hoài Linh tốt này. Nếu mà các em giữ được một cái tâm thế như vậy khi mà chúng ta làm bài ạ, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái việc, cái cơ hội để các bạn có được những cái điểm về sáng tạo ấy, nó là rất cao đấy. Và một trong những cái câu hỏi mà chị Hiên thường được gặp nhiều nhất đến từ phía các bạn đó chính là: chị ơi, làm thế nào để em có thể lấy được điểm sáng tạo để em có thể đạt 9 cộng? Thì đây là một trong những yếu tố để các bạn có thể đạt được 9 cộng đây. Tức là trong phần bài viết của các em thì nên và cần, được không ạ? Nên thiết lập những dựa trên những cái ý tưởng. Và cái ý tưởng đó sẽ là những cái ý tưởng xuyên suốt thì bao giờ cũng sẽ tạo được điểm nhấn cho bài viết của các bạn. Ok chưa ạ? Nhất trí không nào? Đồng ý không nào? Nhá. Thì đấy sẽ là cái phần nội dung đầu tiên chị muốn trao đổi. Bây giờ chúng ta có phần nội dung thứ hai, đó là về tác phẩm. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng mình nói về tác phẩm thì một trong những cái yếu tố quan trọng nhất đó là về hoàn cảnh sáng tác. Các em ơi, các em đã xem trước bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chưa? Và các em có biết là bài thơ này được nhà thơ Tố Hữu sáng tác trong hoàn cảnh nào và trong giai đoạn nào không ạ? À các bạn ơi, các bạn có biết là bài thơ này được nhà thơ Tố Hữu viết trong giai đoạn nào và trong hoàn cảnh nào không ạ? À nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nhá. Chúng ta sẽ cùng xem. Hồi lớp 4 hình như có học, có một cái đoạn mà chị vừa đọc từ đầu giờ đấy. Đoạn bức tranh Tứ Bình á. Ta về mình có nhớ ta 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. À, ta về mình có nhớ ta. Ta về ta nhớ những hoa cùng người. Đúng không? Đấy, rừng xanh hoa chuối đỏ tươi á. Đúng rồi. Chính là cái đoạn mà em được học đấy. Rồi nào các bạn ơi. Các bạn có nhớ là bài thơ này thì ra đời trong hoàn cảnh như thế nào không? Rồi ạ, à, ok, nhất trí. Rồi, chị cũng thấy là có những cái câu trả lời đúng rồi đây ạ. Và khi nói về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này, đây các em có thể nhìn thấy này, sự nghiệp sáng tác đấy. Cái ý mà chị nói là chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng ấy. Thì các em có thể thấy là nhá, từ năm 37 đến 46 là có tập thơ từ ấy. Từ 47 đến 54 là có tập Việt Bắc. Từ năm 55 cho đến 61 là gió lộng.
từ 62 cho đến 71, từ 72 cho đến 77 là ra trận và máu vào hoa, và từ 1992 đến 1999 là một tiếng đờn và ta với ta. Thế thì các em nhìn vào đây, các em cũng đã thấy là cái điều chị nói có đúng không ạ? Đó là gì? Đó là chặng đường thơ song hành cùng với chặng đường cách mạng nhá. Đó, các em có thể theo dõi ở trong cái phần này được hệ thống một cách rất là khoa học. Đấy, phong cách nghệ thuật nhá, nhớ nhá. Chữ tình chính trị và tính dân tộc đậm đà nhá. Ok chưa ạ? Được không nào? Ok chưa? Đó thì các bạn sẽ, các em sẽ chú ý giúp cho chị nha. Các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nha. Ok chưa ạ? Rồi, thì ở đây chúng mình sẽ có này. Đây, vị trí tác phẩm đây. Ok chưa ạ? Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đây. Nhá. Vị trí đây, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đây. Thì các em có thể thấy đó là gì ạ? Đó là bài thơ Việt Bắc ấy. Nếu như nói về vị trí thì Việt Bắc là đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Đồng thời cũng được coi là một trong số những tác phẩm đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp. Và nó được coi là khúc hùng ca và bản tình ca về cách mạng giữa con gì ạ? Những cái con người kháng chiến, về kháng chiến và con người kháng chiến. Các bạn nhá, các bạn chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không nào? Còn về hoàn cảnh sáng tác, các em ơi, đây thực sự là một cái giây phút, đây thực sự là một cái giây phút rất là đặc biệt. Không biết là các bạn đã từng nghe, được không ạ? Không biết các bạn đã từng nghe và các bạn đã từng xem về chiến dịch Điện Biên Phủ hay chưa? Thì ở đây chị có một cái như sau nhé. Các em có thể nhìn này, chị sẽ tìm cho các bạn, đó là chiến dịch Điện Biên Phủ. Rất là thiêng liêng ạ, VTV. Được không nào? Rất là thiêng liêng các bạn ạ. Được không nào? Rất là thiêng liêng ạ. Thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này. Được không nào? Gì nhỉ? Ký ức à? Được không ạ? Chúng ta sẽ có chiến dịch Điện Biên Phủ này. Chị sẽ tìm cho các bạn xem một cái video nhá. Đây ạ. Đây đi. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2022. Chiến thắng đỉnh cao, chấn động địa cầu đã dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Điện Biên Phủ là trận chiến cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phương châm tác chiến đánh chắc, tiến chắc đã thành công rực rỡ. Sau 9 năm nếm mật nằm gai với biết bao mồ hôi và xương máu đổ xuống, chiến dịch Điện Biên Phủ đã thắng lợi rực rỡ, đập tan hoàn toàn chế độ xâm lược gần 100 năm của kẻ thù, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Việt Nam và trên toàn Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới vùng lên đấu tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc mình. 68 năm thì đã trôi qua, thế nhưng mà những chiến sĩ Điện Biên Phủ ngày nào đều đã ở độ tuổi trên dưới 90, nhiều người sức khỏe cũng đã yếu. Thế nhưng ký ức về những trận đánh hào hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên và trào dâng niềm tự hào. Trên con phố hôm nay cũng là chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Mỗi bước chân của cựu chiến sĩ Điện Biên Bùi Kim Điều như tìm về gần hơn với ký ức của một thời hoa lửa. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Bùi Kim Điều là chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ liên lạc, trực tiếp truyền lệnh cho chính ủy của trung đoàn. Đơn vị của ông Điều C-405, E-165, F-312 trực tiếp tham gia đánh trận mở màn Kim Lam ngày 13 tháng 3 năm 1954. 17:30 ngày 13 tháng 3 mà đến khoảng tầm 20 giờ hoặc hơn 20 giờ thì mới kết thúc. Nó có khẩu đại liên nó ấy ra, tức là mình hy sinh và bị thương vong nhiều nên là quân mình chức lại không tiến được. Thế sau chức lại một số ít thời gian thì có anh hùng Phan Đình Giót, tức là lấp lỗ châu mai luôn, thì làm bịt cái hậu súng của địch không hoạt động được nữa, thì quân ta ào ạt xông lên. Còn với cựu chiến sĩ Điện Biên Phạm Đức Cư ở phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, những ngày này ký ức về Điện Biên Phủ năm xưa ùa về như mới ngày hôm qua.
tháng 12 năm 1953, ông Cư cùng đơn vị hành quân lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, là một chiến sĩ pháo binh. Những ngày tháng kéo pháo ra trận trong điều kiện khắc nghiệt của địa hình Tây Bắc là điều ông không thể xóa nhòa. Kéo ban đêm mà trời trong rừng tối như thế, và đồng thời là đường rất hẹp và ở dưới có nhiều cái vực sâu, dốc nhiều. Nhiều lúc cái bánh xe là nó bám mép cái đường, cái bờ vực này, khẩu pháo này nó nặng 2,4 tấn dễ lật nó, mà đây là nước mượn, đất mượn, rất là lật xuống vực thẳm mà kéo theo cả cái đoàn người cơ. 68 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức của các chiến sĩ Điện Biên vẫn còn nguyên vẹn. Dẫu người còn, người mất, nhưng những câu chuyện về chiến công, sự hy sinh của họ vẫn sẽ còn mãi trong trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và các bạn thân mến, đó chỉ là một cái phần video rất nhỏ thôi. Các em ơi, các em có biết không ạ? Bản thân nhà thơ Tố Hữu cũng đã có một cái bài thơ mà chúng ta phải thấy rằng là đây là một trong những cái bài thơ á, mà gợi nhắc đến một cái sự kiện cực kỳ quan trọng ạ. Bài thơ mang tên là Hoan hô chiến sĩ Điện Biên của nhà thơ Tố Hữu. Các em đã từng nghe bài thơ này chưa ạ? Tin về nửa đêm hòa tốc, ngựa bay lên dốc đuốc sáng cháy rừng, chuông reo tin mừng loa kêu từng cửa, làng bản đỏ đèn đỏ lửa, hoan hô chiến sĩ Điện Biên, hoan hô đồng chí Võ Nguyên Giáp, xét đánh ngày đêm xuống đầu giặc Pháp, vinh quang tổ quốc chúng ta, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vinh quang Hồ Chí Minh, cha của chúng ta ngàn năm sống mãi, quyết chiến quyết thắng, cờ đỏ sao vàng vĩ đại. Kháng chiến 3.000 ngày, không đêm nào vui bằng đêm nay, đêm lịch sử Điện Biên sáng rực, trên đất nước như huân chương trên ngực, dân tộc ta, dân tộc anh hùng, Điện Biên vời vợi nghìn trùng, mà lòng bốn biển nhịp cùng lòng ta. Đêm nay bè bạn gần xa, tin về chắc cũng chan hòa chung vui. Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đầu nung lửa sắt, 56 ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa dầm, cơm vắt máu trộn bùn non, gan không núng chí không mòn. Những đồng chí thân chôn làm giá súng, đầu bịt lỗ châu mai, băng mình qua núi thép gai ào ào vũ bão. Những đồng chí chèn lưng cứu pháo, nát thân nhắm mắt còn ôm. Những bàn tay xẻ núi lăn bom, nhất định mở đường cho xe ta lên đường trên lên chiến trường tiếp viện. Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến, mấy tầng mây gió lớn mưa to, dốc pha đin chị gánh anh thổ, đèo lũng lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sờn lòng không tiếc tuổi xanh. Hỡi các chị các anh trên chiến trường ngã xuống, máu của anh chị của chúng ta không uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam, Mường Than, Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam, hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng. Và để rồi chúng ta thấy rằng là có một cái đoạn cuối đúng không ạ? Tổ quốc chúng tôi muốn độc lập hòa bình trở lại, không muốn lửa bom đổ đầu xuống đầu con cái. Nước chúng tôi và nước các anh, nếu còn say máu chiến tranh, ở Việt Nam các anh nên nhớ, tre đã thành trong sông là sông lửa, và trận thắng Điện Biên cũng mới là bài học đầu tiên. Được không ạ? Vậy thì các bạn có thể chú ý giúp cho chị được rằng là đó là những cái năm tháng dân tộc ta đã trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp với 3.000 ngày. Có những cái con người mà họ đã lấy thân mình làm giá súng. Rồi anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Đúng không ạ? Rồi thì trên những cái chặng đường kéo pháo ấy, hò dô ta nào, các bạn có biết cái bài hát đấy không ạ? Kéo pháo ta vượt qua đèo, hò dô ta nào kéo pháo ta vượt qua núi. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy rằng là một cái tinh thần rất là cao. Dường như lúc đó bao nhiêu hàng nghìn, hàng vạn con người đang đổ về Điện Biên để với một cái mục tiêu là gì ạ? Là giải phóng, giải phóng Việt Bắc, giải phóng Việt gì ạ? Điện Biên. Và chúng ta có thể thấy được là một cái tinh thần, nó là một cái tinh thần hừng hực khí thế của quân và dân ta trong những cái năm tháng trường kỳ gian khổ đó. Họ không tiếc thân mình, chưa bao giờ, chưa một phút giây nào họ nghĩ rằng là mình sẽ từ bỏ. Đúng không ạ?
chưa bao giờ, chưa một phút giây nào, những con người ấy họ chọn cách từ bỏ. Họ đi theo gì ạ? À, họ đi theo cái tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Và để rồi cái hình ảnh lá cờ đỏ Việt Nam được tung bay trên gì ạ? À, trên cái trận địa khi chúng ta đã làm chủ, khi chúng ta đã giành chiến thắng, tung bay trên đồn địch. Và đó là một cái khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng. Không phải là chỉ được thể hiện qua cái bài thơ này đâu ạ. Hay là không chỉ được thể hiện qua cái bài thơ mà như chị nói cùng với các bạn. Đó là gì ạ? Hoan hô chiến sĩ Điện Biên đâu ạ. Mà đó là những cái năm tháng mà chúng ta thấy rằng là gì ạ? Họ có thể hy sinh cả tuổi trẻ của mình, hy sinh cả tính mạng của mình chỉ để bảo vệ cho đất nước, cho quê hương. Và những năm tháng ấy là những năm tháng mà chúng ta không bao giờ được phép quên đi. Đúng không ạ? Mỗi con người đều có những ký ức, có lịch sử. Và cả một dân tộc cũng thế. Thế hệ của chúng ta ở thời điểm hiện tại không được phép quên đi lịch sử, không được phép dẫm đạp lên lịch sử. Bởi vì nếu như không có lịch sử thì sẽ không có chúng ta ở thời điểm bây giờ. Vậy nên là mỗi lần học lại Việt Bắc đó, có những cái điều mà chúng ta cảm nhận được. À, họ là những người cán bộ cách mạng, họ là những người đồng bào Việt Bắc đã từng trải qua những cái năm tháng, không chỉ là những cái năm tháng dài bên cạnh nhau, mà đó còn là những cái năm tháng mà họ đã trải qua những cái khoảnh khắc sinh tử, họ đã cùng sống, cùng sinh hoạt, cùng chiến đấu và để giành một cái chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu cho dân tộc mình, đúng không ạ? Đánh đuổi thực dân Pháp. Và để rồi sau một cái khoảng thời gian gắn bó với nhau, không chỉ là gắn bó với nhau trên cái phương diện cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế, mà đó còn là những cái năm tháng như chị nói cùng với các bạn đây ạ, đánh đổi cả bằng sinh mệnh của chính mình, thì chúng ta thấy rằng đó lại là cái giây phút mà những người cán bộ cách mạng họ phải trở về Hà Nội, trở về với thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình, trở về với những gì thân thương, gì ạ, về với quê hương của mình chứ. Thế nên là bây giờ người đi rồi, tức là những cái năm tháng đấy các em tưởng tượng là quân và dân ta ào ào ra trận, thì bây giờ họ lại từng hàng, đúng không ạ, từng đoàn trở về Hà Nội và trả lại nguyên vẹn một Việt Bắc dường như là vắng đi những cái trận đánh, vắng đi những cái tiếng, đúng không ạ? Rất là nhiều những cái kỷ niệm và ký ức đã có với nhau. Và để đến bây giờ, trong cái khoảnh khắc chia ly đầy luyến lưu và mịn rịn ấy, chúng ta thấy có một cái cảm giác nó giống như kiểu là phút đưa nhau ta chỉ nắm tay mình, lời chưa nói thì bàn tay đã nói, mình đi rồi, hơi ấm còn ở lại, còn bồi hồi trong những ngón tay ta. Hay là đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng, bóng chiều không thắm, không vàng vọt, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy rằng cái hoàn cảnh á, cái sự kiện lịch sử trực tiếp để dẫn tới Tô Hữu viết bài thơ này, đó là chiến thắng Điện Biên Phủ vào năm 1954. Đúng không ạ? Vào năm 1954, chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Và đến tháng 10 năm 1000 buộc thực dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta hiệp định Geneva, lặp lại hòa bình ở miền Bắc. Và đó là cái thời điểm mà như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Vào tháng 10 năm 1954 thì quân và dân ta đã trở về với thủ đô Hà Nội trong cái niềm vui chiến thắng hân hoan. Và giữa một cái buổi chia ly đầy luyến lưu và mịn rịn giữa người đi và kẻ ở, thì nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ Việt Bắc. Các em ơi, khi nói về bài thơ này á, thì nhà thơ Tố Hữu có tỏ bày rằng là gì ạ? Rằng là người đi và kẻ ở đây á, không chỉ đơn thuần là gì ạ? À, không chỉ đơn thuần là cuộc chia ly giữa cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc, mà chúng ta có thể thấy được là gì ạ? À, có thể thấy được là cái cuộc chia ly đó là cái cuộc chia ly của chính nhà thơ Tố Hữu, của chính những người cán bộ cách mạng với một phần đời của mình,
một phần đời được gửi lại ở Việt Bắc. Em ơi, có điều gì mà luyến lưu bịn rịn, có điều gì mà nuối tiếc bằng việc phải chia tay chính với phần đời của mình, đúng không ạ? Và cũng chính bởi điều đấy mà chúng ta thấy được là đây là một cái bài thơ mà có chứa ở trong đó rất là nhiều những cái gì ạ? Những cái điều ấn tượng. Và nó được tạo dựng, nó được viết, nó được lấy cái nguồn cảm hứng từ một cái sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử của dân tộc. Đó, bằng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình đó. Các bạn hãy chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. Rồi, đây, nào, các bạn ơi, đấy là về hoàn cảnh sáng tác, chúng mình nhớ chưa nào? 1954 nhá, đừng quên nhá. 1954, đừng quên. 1954 nhá, được không ạ? 1954 nhá, các bạn đừng quên nhá. Rồi, khi mà tìm hiểu về mỗi bài thơ thì chị Hiên đều nói rằng là điều quan trọng nhất là chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta phải chia được bố cục. Và các em ơi, đây là một cái bài thơ mà các bạn có thể thấy là một cái đoạn thơ 90 câu rất là dài. Và chính bởi là 90 câu rất là dài như vậy nên là cái việc chia ấy, nó trở nên khó khăn hơn và nó khó nhớ hơn cùng với các em. Thế nhưng mà các em cứ tin chị đi, nếu như đã học cùng với chị Hiên rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ nhá. Hãy tin điều đó đi ạ, hãy tin chị đi ạ. Nếu đã học cùng với chị rồi là chắc chắn là các bạn sẽ nhớ nhá. Yên tâm, được không ạ? Vậy nên là chị đang rất mong đợi có thể được gặp chúng mình ở trong khóa học văn VIP. Và nếu như mà các bạn quan tâm, các em muốn mình thực sự xuất phát sớm, không phải là bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ nữa đâu. Bởi vì chị nói với các em rằng là năm nay thì là cái năm cuối cùng thi chương trình cũ mà. Năm sau mà các em mà muốn thi lại, ví dụ chẳng may mà mình không đạt được như cái kỳ vọng của mình á, mà năm sau mình muốn thi lại là các em hiểu điều gì rồi đấy, đúng không ạ? Các em hiểu điều gì rồi đấy nhá. Các em hiểu là các em sẽ phải ôn kiểu gì để vượt qua cái kỳ thi năm sau rồi đấy nhá. Nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là không phải là bây giờ thì sẽ chẳng là bao giờ nữa đâu. Được chưa nào? Thế thì ở đây chúng mình sẽ có là đối với 90 câu thơ này, các em sẽ phân ra thành các nội dung cụ thể như sau. 8 câu thơ đầu. Mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng. Mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Tiếng ai tha thiết bên cồn, bâng quâng trong dạ bồn chồn bước đi. Áo chàm đưa buổi phân ly, cầm tay nhau biết nói gì hôm nay. Được không ạ? Nỗi niềm của người đi kẻ ở. Các bạn nhá. Lời ướm hỏi đấy, của người đi và lời đáp trả của người dạ người, lời ướm hỏi của người ở lại và lời đáp trả của người ra đi đấy nhá. Nỗi niềm của người đi kẻ ở. 12 câu thơ tiếp là người ở lại gợi nhớ những năm tháng chia ngọt sẻ bùi của bộ đội cán bộ cách mạng với đồng bào Việt Bắc. Có nghĩa là 12 câu tiếp này là 12 câu thể hiện lời của người ở lại. Được chưa? Và đây là lời của người ở lại để gợi nhớ lại những cái ký ức, những cái kỷ niệm, những cái năm tháng chia ngọt sẻ bùi. Được chưa ạ? 22 câu thơ tiếp khẳng định nỗi nhớ, sự thủy chung son sắt của người ra đi, tức là lời của người ra đi. Trên 12 câu trên là rất nhiều những cái câu hỏi của người ở lại. Thì 22 câu tiếp chính là những cái lời, những cái câu trả lời của người ra đi các bạn nhá. Ok chưa nào? Và chúng ta có 10 câu thơ tiếp ạ. Chúng ta có 10 câu thơ tiếp. Bức tranh tứ bình. Đoạn này thì chính là đề minh họa của năm vừa rồi, tức là đề minh họa năm 2023. Và cũng là cái đoạn mà các bạn được gì ạ? Cũng là cái đoạn mà các bạn bảo là các bạn được học lớp 4 đấy. Đó, cái đoạn mà chị Hiên đọc ngay từ đầu đấy. Các bạn nhớ chưa? Tiếp theo nhá, 10 câu thơ tiếp là tái hiện kỷ niệm những ngày kháng chiến gắn với thiên nhiên Việt Bắc. Nhớ chưa ạ? 12 câu thơ tiếp là Việt Bắc những con đường ra trận. Và 16 câu thơ cuối đó là người ra đi nhớ Việt Bắc, nhưng cũng chính là nhớ cái nơi ghi dấu bao hoạt động của Trung ương Đảng, Chính phủ. Và cũng có hình ảnh của Bác Hồ xuất hiện ở trong đoạn thơ này nữa.
Thì đây sẽ là cái phần nội dung, từng phần nội dung mà chúng mình sẽ phải cùng với nhau đi tìm hiểu trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chúng mình nhá. Ok chưa ạ? Trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được chưa nào? Rồi. Thế thì ở đây nhá, đối với 8 câu thơ đầu tiên, chúng ta đều biết là một trong những cái điều mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên ở trong bài thơ này, nó là một cái yếu tố rất đặc biệt ý. Là bài thơ này được viết theo thể thơ gì nhỉ em nhỉ? Bài thơ này được viết theo thể thơ gì ạ các bạn? Các bạn ơi, bài thơ này được viết theo thể thơ gì ạ? Bài thơ này được viết theo thể thơ Lục Bát. Mà chúng ta đều biết rằng là đây là thể thơ truyền thống của dân tộc, phải không ạ? Thế nên khi mà các bạn phân tích bất cứ một cái đoạn thơ nào trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu thì bao giờ các bạn cũng nhớ giúp chị Hiên hai ý đầu tiên. Ý thứ nhất, đó là bài thơ Việt Bắc. Bài thơ Việt Bắc được viết theo thể thơ Lục Bát. Đây là thể thơ truyền thống của dân tộc Việt Nam, đậm đà tính dân tộc, đúng không ạ? Và cái thứ hai là cái lối xưng hô trong bài thơ này, đó là lối xưng hô mình ta. Đây là lối xưng hô thường gặp trong ca dao dân ca. Chính vì vậy mà chúng ta cảm nhận được rằng là mặc dù đây là một cái bài thơ viết về những cái sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, thế nhưng mà bằng cái thể thơ, bằng cái lối đối đáp mình ta ấy, chúng ta nhận ra được cái gì ạ? Một cái bài thơ viết về một cái sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc, nhưng lại bằng một cái giọng thơ thủ thỉ tâm tình mình và ta. Giống như là giữa anh và em, giữa những người yêu nhau, tình yêu đôi lứa, được không ạ? Thế thì ở đây ví dụ chúng ta có nhá, 8 câu thơ đầu, nỗi niềm của kẻ đi người ở. Thì trong 4 câu thơ đầu này chúng ta chia bố cục. Bao giờ thì khi mà chúng ta phân tích bất cứ một cái đoạn thơ nào nha, thì chúng ta cũng sẽ phải tiến hành là chia bố cục. Thì chẳng hạn như 8 câu thơ đầu này, chúng ta sẽ có là chia là 4-4. Đó, thì 4 câu thơ đầu là cái niềm trăn trở nhớ thương của người ở lại. Được không ạ? Đó, ok chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý là chúng ta có là mình về mình có nhớ ta, 15 năm ấy thiết tha mặn nồng, mình về mình có nhớ không, nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn. Chúng ta tưởng tượng được ra là gì nhỉ các bạn nhỉ? Chúng ta tưởng tượng được ra ở đây là nó giống như là một cái cuộc chia tay đầy luyến lưu và bị rịt. Mặc dù trong chúng ta ai cũng hiểu được rằng gặp gỡ, chia ly, đó là quy luật của cuộc sống. Không ai có thể ở bên cạnh nhau mãi cả, đúng không ạ? Đến thời điểm gì ạ? Đến thời điểm thì chúng ta cũng phải đối diện với những cái cuộc chia ly thôi. Thì ở đây là một cái cuộc chia ly sau 15 năm gắn bó với nhau, đúng không nào? Một cái cuộc chia ly sau 15 năm gắn bó bên nhau, cùng trải qua những cái cảm giác, cùng trải qua cái cuộc sống thường nhật, cùng trải qua những tháng ngày chiến đấu cận kề với tử sinh, đúng không ạ? Nên là nó trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Thế nên trong cái giây phút này thì đây là lời của những người ở lại. Họ đặt ra trong bài thơ này có sử dụng rất nhiều những câu hỏi tu từ các em nhé. Ở đây câu hỏi tu từ đầu tiên là mình về mình có nhớ ta. Mình ở đây là gì ạ? Là cán bộ cách mạng. Ta ở đây là gì ạ? Là đồng bào Việt Bắc. Mình về với Hà Nội rồi, mình về với thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình rồi, liệu rằng mình có còn nhớ đến ta nữa hay không? Có còn nhớ đến những người Việt Bắc đang ở lại hay không? Và để rồi có một cái khoảng thời gian đã được đề cập đến 15 năm ấy. 15 năm ấy là 15 năm gắn với gì ạ? Gắn với những cái năm tháng chiến đấu ở chiến khu Việt Bắc. Và để rồi chúng ta thấy được rằng là gì ạ? Chúng ta thấy được rằng là cái tình cảm của người đi và kẻ ở lại được diễn tả bằng hai cái tính từ là thiết tha và mặn nồng. Mà chúng ta đều biết rằng là gì? Thiết tha và mặn nồng thì là những cái tính từ thường để nói về tình yêu đôi lứa. Ở trong cái câu thơ đầu tiên này, mình về, cái chữ về nó giống như là một cái khoảng trùng á, nó giống như một cái khoảng hẫng á, để chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Chúng ta có thể thấy được rằng là
cái cảm giác phải nhắc đến từ về, nhắc đến chia ly, nhắc đến chia xa, là dường như ở trong lòng của người ở lại cũng đang có một cái khoảng hụt hẫng, đúng không ạ? Để rồi mình về, mình có nhớ không? Lại tiếp tục gợi nhắc, nhìn cây thì nhớ núi, tức là nhớ về thiên nhiên Việt Bắc, còn nhìn sông thì nhớ nguồn, để gợi nhắc về cội nguồn của nghĩa tình, đúng không ạ? Để nhớ về cội nguồn của nghĩa tình, à, để nhắc chúng ta, để nhắc những cái, nhắc nhở những cái người ra đi về một cái đạo lý ân nghĩa của con người Việt Nam. Đó chính là gì ạ? Uống nước nhớ nguồn. Nhớ về gì ạ? Nhớ về những cái năm tháng đã đi qua cùng với đồng bào Việt Bắc, phải không ạ? Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây nhá, mình về, nhìn cây, nhìn sông, nhớ, nhớ. Có khá là nhiều những cái biện pháp tu từ được sử dụng ở trong những cái tiếng thơ của nhà thơ Tô Hữu. Và tất cả thì đều chỉ phục vụ cho một cái mục đích là thể hiện những cái sự nuối tiếc, hụt hẫng, luyến lưu và bịn rịn, những cái tình cảm son sắc, mặn nồng, gắn bó của người ở lại đối với người ra đi. Ở đây chính là của cán bộ cách mạng và đồng bào Việt Bắc, các em nhé. Ví dụ là như vậy. Thì ở đây là chị có phân tích mẫu 4 cái câu thơ này. Đương nhiên là trong cái tiến trình mà chúng mình cùng với nhau tìm hiểu á, đặc biệt là trong khóa VIP, thì chị Hiên sẽ chia sẻ với các bạn nhiều hơn nhé. Chị mong rằng là với cái buổi tiếp cận ngày hôm nay với Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, thì chúng mình lại tiếp tục có thêm được những cái phần kiến thức thật là bổ ích để chúng ta có thể sẵn sàng tiếp nhận những kiến thức và học hiểu sâu, yêu thích bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu chúng mình nhá. Ngày hôm nay các bạn có hiểu bài không ạ? Các bạn có hiểu bài không ạ? Trời ơi, thế á, Quỳnh Anh, em chào chị ạ, bài giảng rất tuyệt vời luôn. Mắt long lanh luôn này. Các em có biết không, đấy là một cái động lực rất lớn đối với chị đấy. Và chị cũng mong rằng là chị có thể truyền tải bên cạnh là kiến thức thì còn là cảm xúc cho các em nữa. Cái điều đấy là điều rất rất là quan trọng. Và hãy nhớ nhá, Tố Hữu, cả cuộc đời của mình phụng sự cho cách mạng, cả cuộc đời của mình dành những cái tình yêu thương cho độc giả. Trái tim mà nói vậy, trái tim anh đó rất chân thật, chia 3 phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Để rồi người yêu của người chiến sĩ ấy còn thủ thỉ rằng là gì ạ? Thế vẫn nhiều anh nhỉ. Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí. Các bạn thấy không ạ? Trái tim anh chia 3 phần tươi đỏ mà. Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, nhớ không ạ? Phần cho thơ và phần để em yêu. Cái phần cuối cùng mới là phần để cho em yêu đấy ạ. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là bởi vì em ơi, hãy thông cảm cho anh, hãy bao dung với anh, bởi vì anh là một người, là một chàng trai, là một người đàn ông sinh ra trong những cái năm tháng đất nước bom rơi đạn nổ. Vậy nên là anh phải nhận thức được rõ ràng về trách nhiệm và sứ mệnh của mình là phải giành lại độc lập cho dân tộc, cho tổ quốc trước đã. Bởi vì niềm vui lớn của dân tộc chính là niềm vui nhỏ bé trong trái tim của tất cả mọi người. Bởi vì trong đất nước có anh, có em, có chúng ta. Chính bởi vậy mà cái nhiệm vụ mà anh đặt lên hàng đầu bây giờ đó là phụng sự cho đất nước, cho dân tộc. Sau đó thì anh muốn dành một cái phần tâm hồn của mình để cho thơ, và cuối cùng phần còn lại thì mới để em yêu. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là gì ạ? Bởi vì là cái hoàn cảnh đặc biệt như thế, nên bản thân là chàng trai đó cũng đã nhận được cái sự thông cảm, cái sự bao dung chia sẻ từ người mình yêu mà. Và nếu như mà có thời gian tham gia cùng với chị Hiên trong khóa học VIP, thì chị Hiên sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện tình cực kỳ đặc biệt của nhà thơ Tố Hữu cùng với vợ của ông nhé. Còn lại thì chị sẽ hẹn chúng mình trong buổi học ngày mai. Nói chung là có nhiều thứ thú vị và hay ho lắm. Có gì thì chị nghĩ là chúng mình sẽ cần phải có nhiều thời gian hơn để làm việc cùng với nhau, để học tập cùng với nhau. Vậy nên chị cũng rất mong là được gặp lại các bạn ở trong khóa học văn VIP nhé. Được chưa ạ? Ok chưa nào? Có nha Mai Anh ơi, có em nhé. Em nên tìm hiểu về khóa học đó đi.
Ok chưa nào? Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại chúng mình nha. Hẹn ngày mai gặp lại nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhá. Bye bye. Bye bye các em. Bye bye nhá. Cảm ơn các bạn. Đồng hành cùng học văn chị Hiên trong khóa học văn VIP 2K6 để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi sắp tới các em nhé.